Chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức của IBC TV. Và sau đây xin được trở lại với phần tin chi tiết của Á Châu. Liên quan tới Zero COVID-19 của Trung Quốc, thì nông dân vùng nông thôn của Thượng Hải bị phong tỏa, tuyệt vọng vì mất việc làm. Khi Thượng Hải bắt đầu phong tỏa để thực hiện các biện pháp kiểm soát và đẩy lùi COVID-19 một cách hà khắc của Bắc Kinh cách nay 2 tháng, vô số các di dân nông thôn Trung Quốc bị mất việc làm, cũng không có nơi sinh sống. Chính sách Zero COVID-19 không khoan nhượng của Trung Quốc đã vùi dập nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Nhiều người trong số 25 triệu cư dân của Thượng Hải phàn nàn về nguồn thu nhập bị mất, khó khăn trong việc tìm kiếm thực phẩm và căng thẳng về tinh thần. Đối với người lao động nhập cư không thể làm việc tại nhà với đồng lương ổn định, làm cuộc sống của họ trở nên tồi tệ. Hơn 290 triệu dân, người nông dân, nông thôn rộng lớn của Trung Quốc là lao động nhập cư tìm đến các thành phố lớn ở ven biển để làm việc tại các nhà máy, công ty xây dựng, nhà hàng và các công việc không cần phải lành nghề. Phần lớn được trả theo giờ và không có hợp đồng ổn định. Một số có thể kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ trong một tháng, nhưng số tiền còn lại để bỏ túi ít hơn nhiều. Tuy nhiên, cuộc phong tỏa của thành phố Thượng Hải đã đẩy nhiều người vào tình huống bấp bênh, không có nơi cư ngụ tại các thành phố nơi làm việc. Người lao động nhập cư thường đứng ngoài mọi phúc lợi xã hội, không được đến trường học, tiếp nhận với các chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bất chấp sự cam kết cải cách của các nhà hoạch định chính sách. Tỷ lệ thất nghiệp của người lao động nhập cư là 6.6%, cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung. Ngược lại, tỷ lệ này ở thành thị tăng lên tới 18.2%, cao kỷ lục. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết đề nghị của Hoa Kỳ cấm vận Bắc Hàn. Thưa quý vị, Trung Quốc và Nga đã bác những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Hoa Kỳ lãnh đạo để áp đặt những biện pháp trừng phạt Bắc Hàn vì những vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo, làm nổi bật sự chia rẽ ngày càng tăng mà những đặc phái viên của Hoa Kỳ đã báo động sẽ thúc đẩy chế độ của Bắc Hàn tăng cường chương trình nghiên cứu lẫn sản xuất vũ khí nguyên tử. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào thứ Năm một ngày sau khi Bắc Hàn phóng ra 3 hỏa tiễn đạn đạo, trong đó có hỏa tiễn mà Nam Hàn nghi là ICBM. Ngày 13 tháng 2 trước đây, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 15 thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ lệnh cấm các quốc gia trên thế giới xuất cản thuốc lá và dầu sang Bắc Hàn, cũng như phong tỏa tài sản của nhóm tin tặc là Lazarus. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc là hai nước thành viên Hội đồng Thường trực đã không thông qua nghị quyết, cho thấy lần đầu tiên mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bị chia rẽ về vấn đề này kể từ khi lệnh trừng phạt Bắc Hàn bắt đầu được ban hành vào năm 2006. Quay sang với Hồng Kông thì hàng chục ngàn người bỏ xứ đến các quốc gia láng giềng Đông Nam Á để lập nghiệp. Đông đảo người dân Hồng Kông rời bỏ thành phố bán tự trị bắt đầu năm 2022, không phải vì mong muốn mà vì các biện pháp phong tỏa trong mùa đại dịch COVID và vì chế độ đã làm xói mòn các chuẩn mực của nền dân chủ. Sự gia tăng đột ngột số người ra đi đẩy nhanh sự chảy máu chất xám, gồm các phần tử tài năng bắt đầu bùng phát từ tháng 3, trong khi các số ca nhiễm COVID biến thể Omicron tăng vọt khắp thành phố. Giờ đây, các trang web về phong cách sống sang trọng của Hồng Kông từng bị thống trị bởi các tiệm ăn, tiệm sắm và massage chân tốt nhất thành phố đang tập trung vào việc chuyển danh sách, việc cần làm và hướng dẫn cách mua quà để tặng khi chia tay. Trong 60 năm qua, dân số của Hồng Kông tăng mỗi năm, từ khoảng 3.2 triệu người vào năm 1961 lên 7.5 triệu người vào năm 2019. Từ năm 2015 đến 2019, trung bình thành phố có thêm 53.000 cư dân mới mỗi năm. Tuy nhiên, con số đó bằng số người rời Hồng Kông chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3. Hồng Kông mất khoảng 93.000 cư dân trong năm 2020, tiếp theo là 23.000 người vào năm 2021. Có vẻ như phần lớn của họ tìm đến Tân Gia Ba, đặc biệt là người tìm việc trong lĩnh vực tài chính, luật pháp và tuyển mộ lao động. Không ít người khác thì chuyển đến Anh Quốc và Gia Na Đại. Với hơn 100.000 người ghi danh xin chuyển đến Anh Quốc tính đến tháng 3, cũng có nhiều người xin sang Nhật Bản, Nam Hàn và Thái Lan. Thưa quý khán giả, vừa rồi là những tin tức chi tiết trong phần tin Á Châu và kế đến đây là bản tin Việt Nam. Việt Nam được coi là nước thi hành án tử hình hàng thứ ba trên thế giới. Những nhóm nhân quyền cho biết Việt Nam là một trong những quốc gia hành quyết tử tù nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Trong số này có một thanh niên tên là Quân, nhân viên bán hàng bị kết tội buôn lậu ma túy và đã bị kết án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc chết người năm 2021 ở tuổi 31. Số liệu được phân loại trước đó công bố trên báo chí của Nhà nước Cộng sản Việt Nam năm 2017 đã cho thấy 429 vụ hành quyết được thực hiện từ năm 2013 tới 2016, chỉ xếp sau Trung Quốc và Iran. Theo phúc trình Tổ chức Ân xá Quốc tế được công bố trong tuần này, những vụ hành quyết toàn cầu tăng 20% khi những biện pháp hạn chế ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 ở các quốc gia được nới lỏng.
Tổ chức ân xá đã xác nhận tin nói rằng Việt Nam thi hành số vụ tử hình nhiều hơn 30% trong năm 2020 và 2021 tại 11 trung tâm thi hành án trên toàn cả nước. Phần lớn những bản án tử hình ở Việt Nam là liên quan tới tội phạm ma túy, với 93 trong số 119 án tử hình theo phán quyết được đưa ra vào năm rồi. Cũng có người như là Nguyễn Xuân Sơn, cựu viên chức cao cấp, giám đốc ngân hàng lớn của Việt Nam bị kết án tử hình năm 2017 liên quan tới vụ cho vay bất hợp pháp hàng triệu Mỹ Kim. Năm ngoái, Hà Nội đã giữ nguyên bản án tử hình hai anh em nông dân Lê Đình Công, Lê Đình Chúc vì liên quan tới vụ giết ba công an trong cuộc đụng độ ở làng quê. Và một bản tin cập nhật về kinh tế là Thái Lan đề nghị với Việt Nam nên phối hợp để tăng giá gạo. Alongkorn Polaput là chủ tịch của Ủy ban chỉ đạo chính sách nông nghiệp của Thái Lan cho hay sẽ thảo luận với giới chức thẩm quyền của Cộng sản Việt Nam về một kế hoạch phối hợp tăng giá cả vào tháng 8. Bên phía của Thái Lan nói rằng họ tìm kiếm sự hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ gạo từ đầu vào đến xuất cảng với mục tiêu tăng giá trên thị trường toàn cầu để nông dân có thêm thu nhập. Ông Alongkorn cho biết là giá gạo toàn cầu ở mức 300-400 Mỹ Kim một tấn trong 20 năm qua, trong khi chi phí thì đang tăng lên. Ông này nói rằng nếu hai quốc gia hợp tác sản xuất và xuất cảng gạo thì sẽ có năng lực giúp cho nông dân vượt qua được đói nghèo. Kính thưa quý khán giả, và đến đây chương trình tin tức tổng hợp thứ bảy xin được tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 4 để gửi đến quý khán giả những tin tức nổi bật liên quan tới sân khấu và điện ảnh. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem trên đài IBC.